Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Wait, xin chào buổi chiều tất cả các bạn. Cũng đã khoảng một tuần rồi mình không ra vlog. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một đôi giày mình vừa mới mượn được từ người anh mình. Đó chính là một đôi Jordan 1 Low. Thì mình cũng chưa có mở hộp đôi giày này ra nữa. Thì đây chỉ là cái hộp bên ngoài của đôi giày này. Như mọi người có thể thấy thì đây là một cái hộp giày nhìn khá là chất. Đặc biệt là mình thấy những cái hộp giày của các thương hiệu khác như là Adidas thì nó không có được chỉn chu như thế này. Thì ở cái box ba bên ngoài của hộp Nike thì nó có những cái thông điệp của Nike và cả những cái ký hiệu của Nike. Và bên hông bên đây thì có một cái điểm khá là hay, đó chính là mình sẽ phải kéo giống kiểu kéo zip ra. Thì mình sẽ kéo ở đây ra cho có thể mở được cái hộp và không cần phải tốn quá nhiều công sức để mà phá cái hộp này ra đấy. Yeah, mình thấy khá là hay, cái thiết kế này cũng khá là chất. Ok, thì đây là đôi giày của chúng ta. Thật sự mà nói thì mình vẫn không nhớ rằng đây là đôi giày nào, bởi vì có nhiều đôi giày Jordan 1 lâu quá rồi. Nhưng mà cũng đã biết thì trong khoảng thời điểm mà Travis Scott collab với cả Jordan ra một phiên bản Jordan 1 lâu, thì từ đó trở đi những đôi Jordan 1 lâu hot lên, những đôi Jordan 1 SB Dunk cũng hot lên. Cho nên bây giờ như mọi người có thể thấy nổi bật là những đôi Jordan 1 Low UNC, Jordan 1 Low Shadow Big Ball. Và ok, thì chúng ta cùng đến với đôi giày này. Thì đầu tiên về phần hộp giày trước nhé. Thì ở bên hông đây chúng ta có stem và cả số 23 ký hiệu của Jordan. Và nắp hộp chúng ta có ký hiệu Jumpman. Và bên hông đây chúng ta có cái ký hiệu của Jumpman. Thì thường những đôi Jordan Low hoặc là những Jordan Fly thì nó chỉ là những cái hộp Jordan bình thường thôi. Còn những dòng Jordan theo series thì là những cái hộp khác nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong đôi giày. Đầu tiên, ở phần gói giấy thì chúng ta có một cái tờ giấy và trên đây chúng ta có rất là nhiều số 23. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng đến với nhân vật chính ngày hôm nay nào. Thì đây là đôi Jordan 1 Reverse Red Low. Và đã có một bản 2 được release vào ngày 8 tháng 2 rồi, hay là 5 tháng 2 đấy, mình không nhớ rõ. Đôi giày đấy thực sự là rất là limited. Theo như mình nhớ không nhầm thì đôi giày đó trên Shopee đã từng có giá hơn 1.000 đô. Thì quay trở lại đôi giày này, thì theo mình nghĩ rằng là những ông lớn của Nike nghĩ rằng là đôi Jordan 1 2 Reverse Spread quá là hot rồi, cho nên là mấy ông ấy muốn co thêm bản low nữa. Tại vì thật sự mà nói là những bản low bây giờ đang rất là hot luôn. Ví dụ như là Jordan 1 Shadow Big Ball này, Jordan 1 UNC Low này, và cả nhiều phiên bản khác nữa. Thì điểm đặc biệt của đôi giày tên là Reverse Spread nghĩa là gì? Thì ví dụ thì ở đôi Jordan 1 Red logo ở đây thì dấu Swoosh này thì là màu đen, ở ngoài này thì là màu đỏ. Thì bây giờ này là màu đỏ và đây là màu đen. Đó là tất cả những gì mà Red Reverse Red khác nhau chỗ đấy, nó chỉ đảo ngược lại với nhau thôi. Và đôi giày này làm hoàn toàn bằng chất liệu bằng da luôn, chỉ riêng phần thân là làm bằng vải. Theo như mình nghĩ thì những đôi Jordan 1 Low thì hoàn toàn là phần thân đều làm bằng vải hết. Thì thực sự mà nói là chất liệu da ở đây không phải mềm lắm đâu, sờ cũng khá là thích tay đấy. Nếu mà chúng ta đi nhiều thì mình nghĩ rằng là da nó sẽ mềm hơn. Ở phần thân chúng ta có ký hiệu logo Jumpman. Và phía đằng sau của phần thân thì chúng ta có tem của giày. Ở phía sau gót của đôi Jordan thì chúng ta có ký hiệu Air Jordan. Và bình thường ở những đôi mid và đôi 2 nó nằm bên hông. Và mình thấy là mid 2 nó nằm ở bên hông nhiều quá rồi và nó có chỗ để đẻ. Và low thì lại không có, nếu mà để bên đây thì khá là awkward. Cho nên để đằng sau này là đẹp nhất. Ký hiệu Air Jordan này thì làm bằng chỉ chứ không phải là inlay. Thì mình thấy inlay nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và chỉ thì mình thấy đẹp khoảng 7/10 thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta dập lên thì sẽ khoảng 9/10 đấy. Phần đế giày thì hoàn toàn giống với những đôi Jordan 1 bình thường thôi. Phần outsole cũng thế. Đối với thời điểm bây giờ thì mình thấy mọi người nên cop cho mình một đôi Jordan 1 low. Tại vì 2 có nhiều, low cũng phải có một đôi, ít nhất là một đôi. Phong cách ăn mặc thì thật sự mà nói mình thấy đối với những bạn nào mà mang quần baggy hoặc là mang quần những quần dài thì chúng ta có thể thả hết ống quần xuống, không cần phải sắn lên khi mà mang như là mang những đôi Jordan 1 2. Bởi vì nhiều khi mọi người thả ống quần xuống ấy, người ta tưởng mọi người mang 2 ấy, mà chỉ là che cái phần cổ giày thôi. Hơi chip một tí, nhưng mà thật sự mà nói đây là một đôi giày khá là đẹp. Nhưng mà giá resale của đôi này mình thấy không có quá là cao. Trên StockX bây giờ mình thấy đôi này resale khoảng 173 đô. Và những trang bán giày thì mình thấy đôi này lên khoảng là 200 đô. Mình mua retail sau thuế là 150 đô thì chúng ta cũng lời khoảng 50 đô hết cỡ rồi. Nhưng mà mình thấy đôi này khá là đẹp. Jordan 1 Low Shadow Big Ball hoặc là Jordan 1 Low UNC thì nó khá là đắt. Cho nên là nếu mọi người thích có sở hữu đôi Jordan 1 Low thì mình nghĩ đây là một đôi khá là đẹp. Mọi người nên cop trước khi nó có nguy cơ tăng hơn.
và nếu mà nó đau xuống một chút thì càng tốt chứ sao. Về chọn size thì theo mình nghĩ rằng là đôi này chúng ta có thể mang true size hoặc lên nửa size đối với những bạn chân bè, và thật sự đối với những bạn nào mà lùn mang cho đường quan lô bao đẹp, và cả những bạn nữ cũng thế, mang cho đường quan lô khá là đẹp, mid cũng khá là đẹp luôn, hai cũng đẹp, nhưng mà nếu mà không tìm có mid và hai á thì mua lô. Và mình thấy rằng là những đôi hai á khá là khó cóp, mid thì mình thấy không đẹp lắm, chỉ có lô thôi. Cho nên là nếu mà bạn nào không cam được hai thì tôi có thể mua lô thế vào đấy. Nếu mà may mắn thì nó sẽ ra những cái phiên bản với phối màu mà các bạn muốn của dòng 2 mà nó có dòng lô, chẳng hạn Shadow Backboard, UNC, Brad, Chicago cũng đã có lô rồi. Không ngại thì không có lý do tại sao mà mọi người không có thể cóp được những cái phiên bản lô với phối màu 2 mà mọi người thích được, đúng không? Mình muốn chia sẻ cho mọi người trong vlog ngày hôm nay. Thì nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy để cho mình một like, một subscribe. Mình cảm ơn mọi người xem cuối vlog này và chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Sorry mọi người bởi vì ánh sáng của mình hơi yếu, bởi vì trời đang mưa.